cả các bác đến với kênh Cao Chí và Hoàng Mai trong ngày 23 tháng 11, clip buổi chiều ngày 23 tháng 11. Xin gửi tới anh Huân Mỹ Đình, Hà Nội, một bộ mic G3 EVK300 đầu 865. Hôm trước bác cũng xuống tham quan cửa hàng, và hôm nay bác cũng mang một tay mic xua xuống so sánh, và bác cũng biết được cái chất âm của Sennheiser này nó như thế nào, và bác cũng đã về rất là lăn tăn này lấy. Thì hôm nay bác cũng quyết định là gọi cho em Cao gửi cho anh một bộ luôn G3 EVK300. Xin cảm ơn anh Huân và tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ Cao Chí và Hoàng Mai trong suốt thời gian qua. Và một lần nữa chứ không biết nói gì hơn, clip ngắn thôi. Khi mà các bác hát sen thì các bác đều phải ngỡ ngàng luôn các bác nhá. Vâng, clip ngắn ngày 23 tháng 11 xin gửi tới anh Huân lời cảm ơn chân thành nhất của em Cao nhá. Thank you các bác. Hẹn các bác clip gần nhất. Các bác thấy hay cho em Cao xin một like các bác nhá. Nhớ cho em Cao xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao Chí Bèo Hoàng Mai. Và đây là hai số điện thoại của em. Các bác gọi số 9 không được thì gọi số 1 giúp em nhá. Thank you các bạn rất nhiều.